Kính chào quý vị khán giả đang xem nhà bán trên kênh Thiện Đất cũng như là trên website nhamoihanoi.vn. Trong thời lượng video ngày hôm nay thì em xin được chuyển tới quý vị thông tin về căn nhà đất đang bán nằm tại khu vực ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân. Nhà này có diện tích tương đối rộng. Nhà có tổng diện tích đất thổ cư, đất ở thực tế cũng như là sổ đỏ là 45,5m². Nhà có sổ đỏ riêng chính chủ. Về cái hình thửa đất trên sổ thì nó vuông vắn ạ. Trên diện tích đất này thì đã có sẵn một ngôi nhà 5 tầng rồi. Nhà xây khung bê tông cốt thép kiên cố. Đây là một căn họ tự xây để ở. Nó không phải là nhà xây mới thương mại. Về hiện trạng trên thực tế thì như quý vị thấy đây ạ. Em xin lưu ý với mọi người rằng đây là một căn nhà đã ở, đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà còn đẹp, còn chắc chắn. Đây không phải là nhà mới hoàn toàn. Xin thiện mời quý vị xem qua cái ngõ trước nhà nhé. Ngõ này thì xe ba bánh vào thoải mái. Xe máy dựng chân trống giữa có thể quay đầu được. Từ số tầng thì nó dẫn tới cái công năng sử dụng. 5 tầng thì tầng 5 có phòng thờ, sân phơi, chỗ giặt nữa. Các tầng 4, 3, 2 thì mỗi tầng 2 phòng là được 6 ngủ rồi. Nhà này có sổ đỏ chính chủ, có pháp lý sạch, không quy hoạch, không tranh chấp, có thể sang tên và mua bán được ngay. Chủ nhà thì cần bán, sổ đỏ thì vẫn đang để tại nhà. Cả nhà và đất này thì hiện tại đang có giá bán là 5 tỷ 500 triệu đồng, có thỏa thuận trực tiếp. Nhà có sổ đỏ là 45,5m², nhân với 5 tầng công năng sử dụng lớn. Đơn giá tương đương khoảng 119 triệu một mét vuông, có thương lượng. Ở đây em tính là cả nhà cả đất ạ. Về giá nếu như mà có thay đổi thì em xin cập nhật ở phần mô tả nhé. Em xin nói qua một chút về vị trí. Nhà thì nằm trong một con ngõ phố Khương Đình thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Vị trí cách ngã Tư Sở khoảng 1 km. Đi tắt ra đường Nguyễn Xiển khoảng 250m. Đến ngã tư Khuất Duy Tiến khoảng 650m. Ngõ trước nhà thì xe ba bánh chạy thoải mái. Từ phố vào nhà thì ngõ thẳng tắp luôn, chỉ có đúng một ngoặt thôi. Quý vị thân mến, quý vị đang xem là tầng 2 của nhà với không gian của các phòng ngủ. Mọi người lưu tâm giúp cho là nhà này có 6 phòng ngủ. Thì 6 phòng là 6 phòng khép kín nhé. Nghĩa là nhà vệ sinh nó ở trong phòng. Phòng nào có nhà vệ sinh của phòng đó. Tổng cả nhà này thì cả vệ sinh tầng 1 nữa. Thì chúng ta có đến 7 khu phụ vệ sinh. Vì nhà có diện tích tương đối rộng nên là chủ nhà cũng để một cái ban công lớn ở tầng 2. Rất là đẹp. Nhà nhiều phòng khép kín như vậy thì dẫn tới một điều. Là nhà này có thể sử dụng đa công năng hơn. Nghĩa là không chỉ ở. Mà còn có nhiều phòng để phù hợp cho thuê nữa. Bởi vì cái phòng khép kín thì cho thuê nó sẽ tiện hơn nhiều ạ. Em thiện xin được tóm tắt qua một số thông tin chính với căn này như sau ạ. Nhà nằm tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Diện tích sổ đỏ chính xác là 45,5m². Nhà 5 tầng. Sử dụng 6 phòng khép kín. Cộng với phòng thờ, sân phơi. Chưa kể là có khách bếp tầng 1. Ngõ thì tương đối dễ đi, sổ đỏ chính chủ, pháp lý tốt. Chủ nhà thì cần bán là giá trên 5 tỷ có thương lượng. Nhà này thì phù hợp cho ai thích ở diện tích rộng, hoặc là ở đông người, hoặc là cần nhiều phòng ngủ. Hoặc là dành cho quý vị nào muốn tìm căn nhiều phòng khép kín để cho thuê. Em thiện thì luôn luôn mong muốn là mang tới cho quý vị những căn nhà chọn lọc, cập nhật mới nhất, thông tin chính xác và hữu ích nhất. Tuy nhiên thì trong quá trình quay thì không tránh khỏi những sai sót. Kính mong là mọi người thông cảm và có thể là góp ý để em hoàn thiện hơn. Còn những thông tin nào cần hỏi thêm hay là muốn đi xem nhà thì chỉ cần liên lạc em số máy là 096 280 2792 là được ạ. Em xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt. Xin mời quý vị ai quan tâm sẽ tiếp tục xem các tầng trên.
Em xin hẹn gặp lại quý vị ở những bất động sản sau.